Nhà đất Minh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị ta một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài là 19m, được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta từ phong thủy là Tây Tứ Trạch, và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Một căn nhà thiết kế theo kiểu kiến trúc kiểu Roma, rất đẹp và cao cấp. Bên ngoài chúng ta có rất là nhiều lan can được làm bằng nhôm đúc, rất là sang trọng nha quý vị. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính của căn nhà. Ở đây chúng ta có hai căn thì đã bán căn bên ngoài rồi, chúng ta chỉ còn căn bên trong thôi. Diện tích là 4m, độ dài 19m, vuông vức, và đường trước nhà rất là rộng nha quý vị. Chúng ta cùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là một con đường xe hơi khoảng chừng 6m nha mọi người. Đường xe hơi một xẹt thẳng từ trục đường chính đường Nguyễn Oanh vào. Đây con đường rất là rộng rãi này quý vị. Đường rộng rãi, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà này nhá. Căn nhà chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt sơn nhũ đồng ở bên ngoài. Bên trong là khoảng sân 3m đậu xe gắn máy. Khoảng sân 3m này, chúng ta đậu được 5 giáo xe gắn máy nha mọi người. Khoảng sân này gia chủ đã dợp mái và rào chắn rất là kỹ rồi. Đó, chúng ta thấy khoảng sân làm rất là đẹp nha mọi người. Di chuyển vào trong nữa, chúng ta tới với lớp cửa chính, lớp cửa gỗ căm xe. Nhà chúng ta thì có hai lớp cửa nha. Đây là một căn nhà thiết kế và trang trí bên trong rất là đẹp, chưa tặng kèm nội thất, chúng ta chỉ có nội thất cơ bản thôi. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà này thì là 8 tỷ 780 triệu đồng nha quý vị. Quý anh chị quan tâm có thể gọi cho anh Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay. Một căn nhà phố đẹp, diện tích khủng, nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang tiến vào khu vực gara xe hơi hoặc phòng khách dưới tầng trệt. Thì ở đây gia chủ ốp gạch 80 vuông, có điểm những cái thảm đẹp, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Hai bên tường ốp gạch lên cao khoảng chừng 1m2. Phía trên thì chúng ta dán giấy và sơn. Bên trên là trần thạch cao, đèn chùm được sơn nhũ vàng. Đây là phía bên trên này, chúng ta có trần thạch cao, đèn chùm và sơn nhũ vàng, có rất là nhiều chỉ nữa nha mọi người. Một căn nhà thiết kế theo kiến trúc Roma, rất đẹp và cao cấp. Căn nhà phố sang trọng, mới, năm 2021. Sổ hồng hoàn công riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Nhà gần bên chợ An Nhơn và trường học, cũng như là bệnh viện, nhà thờ. Sát bên là siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp, cũng như là khu dân cư Cityland. Di chuyển đi lại khá là thuận tiện. Từ nhà chúng ta đi qua sân bay khoảng chừng 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25-30 phút đi xe máy. Vị trí đẹp, dạ nhà diện tích khủng và giá bán thì tương đối hợp lý. Di chuyển vào trong, chúng ta thấy cầu thang ở dưới nhà với tay vịn gỗ đỏ, lan can bằng sắt CNC. Phía dưới cầu thang chúng ta có hòn non bộ, và bên phải khu vực cầu thang là, bên trái khu vực cầu thang là tủ rượu và những bức tường được ốp giả đá với những tấm nhựa PVC. Một cái tủ rượu màu trắng. Và di chuyển vào trong, chúng ta tới với không gian bếp nha. Không gian bếp thì chúng ta có một cái tủ để đồ này, một cái khu vực để tủ lạnh rất là rộng. Khu vực tủ kệ bếp trên dưới đều được làm bằng chất liệu gỗ và sơn màu trắng. Phía dưới là mặt đá bếp và khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi cũng như là bồn rửa chén bát. Hai bên tường khu vực bếp thì gia chủ ốp nhựa PVC và làm kính caro. Phía dưới thì ốp gạch. Không gian bếp rất là rộng nha. Quý anh chị yêu thích những căn nhà mà ngang rộng thì nên đi xem căn nhà này. Ngang và diện tích rộng, bố trí đẹp thì chúng ta nên đi xem căn nhà này nha mọi người. Vì không gian bếp cũng như là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp thì đều rất là rộng và thoáng. Phòng ngủ cũng cực kỳ rộng luôn. Phía cuối nhà là giếng trời và vệ sinh nha mọi người. Đây là giếng trời cuối nhà này. Giếng trời thì gia chủ ốp đá, nhìn rất là sạch sẽ và sang trọng. Cái này thì chúng ta không lo bị mưa tạt thì bị ướt nha. Và cuối nhà thì chúng ta cũng có vệ sinh. Vệ sinh chúng ta với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi, cũng như là vòi tắm hoa sen. Đây là vệ sinh dưới tầng trệt. Hùng sẽ quay từ phía sau ra phía ngoài này. Nhà rất là rộng nha mọi người. 4/19 là chúng ta xây dựng được 4/16 nha. Nên là phòng ốc cũng như là không gian bố trí rất là rộng rãi luôn. Quý anh chị thích những căn nhà rộng, hẻm một xẹt, đường rộng 6-8m thì nên đi xem căn nhà này. Một căn nhà mà gia chủ xây phải nói là rất chắc chắn và kiên cố luôn nha mọi người. Nhà thiết kế kỹ, xây dựng tỉ mỉ và đẹp đến từng chi tiết luôn. Cầu thang thì có soi chỉ luôn nha quý vị. Chúng ta đang di chuyển cầu thang. Cầu thang thì ốp đá hoa cương và tay vịn thì làm bằng gỗ đỏ và lan can bằng sắt CNC. Nhà có tới 2 tủ rượu. Chúng ta đang di chuyển lên tầng lửng phòng khách nếu mà gia đình chúng ta có xe hơi. Đây là khu vực không gian tầng lửng này. Chúng ta có tủ rượu bên ngoài và không gian phòng khách trên đây rất là rộng.
Phòng khách trên đây thì trên tường vẫn có những cái bức tường dán giấy ốp đá PVC và có chỉ in vàng cũng như là những bức tranh. Phía sau là cửa sổ ra giếng trời và khu vực tủ kệ để đồ cũng như là những bức tường được ốp kính rất là đẹp. Nhà này vô nội thất thì lung linh luôn nha quý vị. Gia chủ không vô nội thất, chứ nhà này mà chúng ta vô nội thất thì nữa thì lung linh luôn, không còn chê vào đâu được. Quá đẹp nha mọi người. Và độ rộng và diện tích căn nhà thì phải nói là tuyệt vời, chuẩn để xây những căn nhà phố. Hẻm xe hơi xe tải vào thoải mái, phù hợp cho quý anh chị chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và chúng ta sẽ theo chân Hùng lên tham quan không gian các phòng ngủ nhé. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà làm rất là kỹ nha mọi người. Chúng ta đang di chuyển lên tham quan các phòng ngủ căn nhà. Chúng ta sẽ bước vào không gian phòng ngủ. Phòng ngủ thì chúng ta được tặng kèm máy lạnh và tủ áo. Đây là phòng ngủ này, phía trên vẫn có trần thạch cao và sân nhũ vàng. Phía sau là cửa sổ ra giếng trời, vệ sinh trong, máy lạnh, kép bồ tặng kèm. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong, bao gồm bồn rửa mặt, bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen. Phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này chúng ta có tủ áo này. Phòng ngủ số 1 đằng sau nha. Chúng ta sẽ ra phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này nó khoảng chừng hơn 20 mét vuông nha mọi người. Chúng ta ra phòng ngủ phía trước. Chúng ta đến với phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ rộng hơn một chút xíu. Chúng ta cũng có màn rèm cửa, hai cửa chớp hai bên và một cửa ra ban công. Ngoài ban công thì chúng ta có lan can nhôm đúc. Đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía trước rất rộng nha mọi người. Phòng rất là rộng và vuông vức. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì chúng ta có bồn cầu và lavabo rửa mặt rất là đẹp, kết hợp với gương soi có đèn led và bồn tắm đứng và tắm hoa sen. Đây là phòng vệ sinh số 3. Rồi theo chân Hùng chúng ta di chuyển trên lầu tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Chắc chắn là phòng ngủ số 3 và số 4 nó giống phía dưới thôi nha mọi người. Ta đang di chuyển lên không gian phòng ngủ số 3 và số 4 trên lầu 2. Đây, hai phòng ngủ trên này nó giống phía dưới. Chúng ta thấy cũng có vệ sinh trong, giếng trời và khu vực trang trí rất là đẹp. Sàn gạch, giá gỗ, bóng kín. Vệ sinh trong, phòng vuông vức. Đất nhà này cũng vuông nên là diện tích xây dựng và cách bố trí không gian nó rất là hợp lý. Nhà mới số Hồng Riêng nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, ngay gần kề với ngã tư An Nhơn. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4 chúng ta cùng nhau tham quan này. Phòng vệ sinh thì cũng đầy đủ nội thất và có bồn tắm đứng. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha mọi người. Trên đây chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà. Thì nhà đã làm rất là chi tiết rồi, tỉ mỉ. Quý anh chị liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan đến căn nhà và còn được làm giá tốt khi mua nữa. Đây là khu vực không gian phòng giặt. Chúng ta có khu vực để máy giặt rất là rộng này. Và phía sau là khu vực sân thượng sau nha quý vị. Sân thượng sau thì gia chủ đã rào chắn và lợp mái rất là kỹ rồi. Kề bên nhà mình có chung cư nữa này. Và cầu thang lên trên mái. Phòng giặt. Ngoài là phòng thờ nha. Ngoài chúng ta sẽ có phòng thờ. Phòng thờ nhà này cũng tương đối là rộng nha mọi người. Đây. Phòng thờ thiết kế rộng và đã bố trí một không gian rất là tuyệt vời rồi. Đây. Và phía ngoài sẽ là không gian phòng ngủ phía trước, phòng sân thượng phía trước. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà chúng ta.
Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích khủng ngang 4, độ dài 18m và giá bán gia chủ đang chào ra là 8 tỷ 780 triệu đồng còn bớt thêm. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem căn nhà và hỗ trợ quý anh chị khách hàng mua nhà với giá tốt. Đồng thời chúng ta sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng nữa. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.